Nếu như các bạn có trong tay khoảng 1,8 tỷ đồng thì chiếc xe Mercedes-Benz E250 có mặt tại thế giới xe Đức ngày hôm nay sẽ là một trong những ưu tiên tối ưu. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục xe cũ xe đã qua sử dụng của Auto Việt Nam và mình là Chí Trần. Năm 2017 thì Mercedes-Benz cho ra phân phối 3 mẫu xe trong phân khúc E-Class của mình, đó là E200, E250 và E300 AMG. Thì chiếc xe đang có mặt tại thế giới xe Đức lúc này là chiếc xe E250. Một chút thông tin về chiếc xe E250 đang có mặt tại thế giới xe Đức thì hiện tại mẫu xe này là một trong những cái mẫu xe lắp ráp trong nước, sản xuất lần đầu tiên vào năm 2017, đăng ký lần đầu tiên vào năm 2018, một đời chủ và là biển Sài Gòn nha các bạn nhé. Ở thời điểm năm 2017 thì chủ sở hữu của mẫu xe này phải bỏ ra một số tiền rất là lớn, lên tới 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên thì hiện tại nó đang được chào bán tại thế giới xe Đức chỉ với mức giá khoảng 1,8 tỷ đồng. Tất nhiên là các bạn có thể biết được rằng là số tiền đó chúng ta vẫn có thể là thương thảo và đàm phán được nếu như các bạn thiện chí và gọi vào cái số điện thoại mà mình đã đặt ngay bên trên màn hình. Nói sơ qua một chút về chiếc xe E250 đang có mặt tại thế giới xe Đức thì các bạn có thể thấy ở đây thôi, chúng ta sẽ có một cái ngoại hình thay đổi một chút so với nguyên bản. Đó là ở phần phía bên ngoài chúng ta đã có một cái bộ body kit của E63. Đó, các bạn có thể thấy là cái phần mặt ca lăng này, phần cản ba đợt sốc phía bên dưới nó được thay đổi, trông nó thể thao hơn so với một cái thiết kế tương đối là kiểu trang trọng và quý ông. Thì bây giờ chúng ta đã có một mẫu xe mang nhiều cái phong cách thể thao và hiếu chiến như tôi đã chia sẻ với các bạn rất nhiều ở trên những cái mẫu xe khác nhau của mẹ rồi, từ GLC 200, GLC 250 cho tới GLC 300. Chúng ta sẽ có một cái phần cụm đèn chiếu sáng multi-beam với 84 bóng LED đó. Và cái cụm đèn chiếu sáng này như mình đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều, và nó có khả năng chiếu sáng xa lên tới tối đa là 650m. Ok, mình sẽ đi vòng qua một chút ở phần phía thân xe đi. Ở trên phiên bản E250 thì chúng ta sẽ chưa được trang bị camera 360 độ nha các bạn nhé. Còn lại thì xe vẫn được trang bị cửa heat này, cửa sổ trời. Rồi ở phía sau thì các bạn sẽ có một cái phần khuếch tán có và cái phần ống bô đôi trông rất là khỏe. Anh quay phim vào đây để cho các bạn xem kỹ cái phần đuôi sau của mẫu xe E250. Đó, các bạn có thể thấy dòng chữ E63 ở đây. Đó, mang những cái tố chất DNA của một những mẫu xe thể thao. Giống như kiểu là BIM thì có những cái dòng xe hiệu năng cao ấy, đấy, kiểu như vậy. Tôi nghĩ rằng với một cái mẫu xe mà được coi là hạng sang ấy, mà đi 3 năm mà chỉ có 2,7 thì thực sự nó vẫn là rất là mới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá một chút ở phần phía bên trong khoang cabin xe. Những cái thông số kỹ thuật và tất cả những cái thông tin chi tiết của chiếc xe này thì mình sẽ đặt ở phía bên trên mô tả và phía bên trên màn hình để cho các bạn có thể là tham gia và theo dõi nhé. Nói về một cái mẫu xe mà hạng sang thì tôi nghĩ rằng là với mẹp thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều nữa. Tất cả những cái chi tiết ở đây, trên đây, táp lô, táp ly, cánh cửa hay bên trên kế đều thể hiện những cái góc độ nó gọi là những cái sự sang trọng nhất, đặc cấp nhất của một cái mẫu xe hạng sang. Và nói đến mẹp thì ở Việt Nam thực sự là người ta nói đến cái nhắc tới cái gì đó gọi là cái sự thành đạt của một người sở hữu một cái mẫu xe mẹp, đúng không ạ? Điều đó nó thể hiện ở phía bên trên táp lô ở đây. Chúng ta sẽ có những cái mảng khối bằng gỗ tần bì, nó cũng vẫn rất là mới. Và các bạn có thể thấy ở đây những cái độ bóng của nó rất là đẹp. Và phía bên trên này cũng vậy. Như các bạn có thể thấy ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái phần màn hình trung tâm giải trí và màn hình táp lô, cụm đồng hồ táp lô xe và phần màn hình trung tâm giải trí được nâng cấp lên của E300. Tức là chiếc xe này ở phía bên trong nội thất xe đã được nâng cấp lên cái màn hình này rồi. Và nếu như mà so sánh với những cái phiên bản cao hơn chẳng hạn như là S-Class thì các bạn có thể thấy đây chúng ta sẽ có được những cái gọi là những cái sự nâng cấp của những cái mẫu xe đàn anh. Với một cái mẫu xe mà mới có 3 năm tuổi thì có lẽ là các bạn có thể thấy rằng là cái phần ghế đó, phần bề mặt ghế phía bên lái và bên phụ, nơi mà chúng ta thường xuyên sử dụng ấy, thì các bạn thấy là nó vẫn rất là căng đó. Và nếu như các bạn có thời gian, các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì các bạn hãy đến với thế giới xe Đức, chúng tôi sẽ tư vấn và cho các bạn xem xe trực tiếp. Đó, cái bề mặt da rất là căng và
gần như là tất cả những chi tiết ở trên này nó gần như là nguyên vẹn. Có lẽ để nói thêm nói sâu về chiếc xe E50 này có những cái gì, công nghệ gì thì có lẽ là nó quá là thừa thãi, bởi vì các bạn cũng đã lắng nghe rất nhiều những cái bài đánh giá, những cái bài giới thiệu của các reviewer ở trên YouTube rồi. Và có lẽ tôi cũng sẽ không cần phải chia sẻ với các bạn quá nhiều nữa. Xe này nó có công nghệ gì, có những cái gì xịn sò, đúng không ạ? Và trên chiếc xe này thì gần như là hội tụ tất cả những công nghệ tinh túy và hiện đại nhất của Mercedes. Điểm nổi bật của E250 và tất cả những cái dòng xe trong phân khúc hạng E của Mercedes đó là cái không gian rộng rãi. Các bạn có thể thấy ở đây thôi, tôi có một cả một cái không gian rất là rộng rãi. Và nếu như so sánh với cái giá tiền, tức là hiện tại Thế Giới Xe Đức đang bán, chào bán chiếc xe này là 1,8 tỷ đồng, tức là nó tương đương với mẫu xe C, hạng C, hạng C của Mercedes, thì các bạn sẽ không có những cái không gian rộng rãi và hoành tráng như thế này đâu. Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ ở đây để tận hưởng, để gọi là mang tới gọi là cái góc độ hưởng thụ cao nhất cho người lái và tất cả những người xung quanh phần phía bên trong khoang cabin xe. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá một chút ở hàng ghế thứ hai nhé. Như tôi đã chia sẻ với các bạn thì nếu như các bạn bỏ ra 1,8 tỷ đồng để lựa chọn mua một chiếc xe mới, tức là trong dòng C-Class, tức là hạng sang cỡ nhỏ của Mercedes, thì các bạn sẽ không có những cái không gian rộng rãi như chiếc xe E-Class đây. Và với E250 thì ở phần phía đằng sau thì các bạn sẽ có những cái gì? Chúng ta sẽ có những cửa gió điều hòa này, rồi tăng giảm gió, rồi tăng giảm nhiệt độ. Nếu như các bạn ngồi hàng ghế thứ hai này, cũng chẳng hạn như là chúng ta có những cái chuyến đi xa, rồi đi công tác, đối với những vị chủ tịch, vị doanh nhân ấy, thì các bạn sẽ vẫn có một cái không gian rất là rộng rãi. Hàng ghế thứ hai thì thoải mái luôn. Đó. Ghế phía trước tôi đã để ở vị trí làm sao mà người lái có thể thoải mái cầm lái rồi, vận hành rồi. Còn ở phía đằng sau thì các bạn sẽ có một cái tư thế ngồi rất là thoải mái. Chúng ta có tựa đỡ đầu phía đằng sau, rồi có cả bệ đỡ tay nữa. Đó, các bạn mới thấy rằng là nếu như chúng ta di chuyển ở những cái cung đường xa ấy, thì những cái phần chi tiết này nó là một trong những cái chi tiết nó giúp cho chúng ta có được những cái sự thoải mái. Đó, rất thoải mái. Viền đèn nội thất Ambient Light 64 màu cũng được trang bị. Đó, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Và quan trọng là tôi muốn nhấn mạnh tới các bạn đó là cái độ mới, cái độ nguyên vẹn của cái mẫu xe này. Mới có 3 năm tuổi thôi, bởi lẽ vậy nên là chúng ta sẽ có gần như là tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn. Và chiếc xe này thì đã chạy được 2,7 vạn. 3 năm mà mới chỉ có chạy đến 2,7 vạn thì các bạn mới thấy rằng là người chủ sở hữu chiếc xe này thì gần như là xe để đi loanh quanh trong phố với đi cà phê với bạn bè thôi. Vừa rồi là những cái chia sẻ nhanh về chiếc xe E250 đang có mặt tại Thế Giới Xe Đức. Các bạn muốn tìm hiểu, muốn xem xe thì hãy đến với chúng tôi, số 20 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Và với mức giá bán là 1,8 tỷ đồng thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy gặp nhau thương thảo và đàm phán thì sẽ dễ dàng hơn so với việc là chúng ta xem ở trên mạng, đúng không ạ? Và với chiếc xe này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là tối ưu nếu như các bạn muốn mua một chiếc xe hạng sang cỡ trung. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.